Chị Nguyễn Thị Ngọc Sen, phường Nghĩa Đức là nông dân tiên phong đầu tư nhà kính để trồng dưa lưới công nghệ cao trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Đến nay, chị Sen đã gắn bó với nghề trồng dưa lưới được gần 5 năm. Từ 1,5 sào ban đầu, nhận thấy đây là mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao, chị quyết định đầu tư mở rộng diện tích lên 5 sào. Với một sào trồng trong 70 ngày, chị thu bình quân được 3 tấn dưa với giá bán từ 35 đến 40 ngàn đồng 1 kg. Mỗi năm trên diện tích này, chị có thể trồng 3 vụ, mang lại nguồn thu nhập khá cao so với các cây trồng khác. Ưu điểm của mô hình này là diện tích đất ít, chăm sóc theo quy trình hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng và đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất. Một sào thì mình tính ra là bình quân được 1.000 m2 thì được 3 tấn. Vậy giá như thời điểm bây giờ thì mình bán 1 tấn là tương đương 35 triệu đến 40 triệu cho 1 tấn dưa lưới. Chỉ bấy nhiêu đó mà do cái điều kiện kinh tế của mình nó đang còn khiêm tốn cho nên mình chỉ làm mô hình công nghệ cao. Rồi sau đó mình làm nhân rộng ra một sào, rồi sau đó mình lấy cái chi phí của ban đầu rồi lợi nhuận thêm, rồi sau đó mình mở rộng thêm thôi. Mô hình trồng dưa lưới, dưa lê trong nhà kính theo hướng công nghệ cao đang dần phát triển ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua chia sẻ kinh nghiệm của các hộ trồng dưa lưới theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu tương đối cao, người trồng phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, với quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, trồng cây, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cho đến lúc thu hoạch sản phẩm. Nhưng bù lại, cây dưa lưới có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, sản lượng khá ổn định nên khả năng thu hồi vốn đầu tư ban đầu tương đối nhanh. Để mô hình phát triển, mở rộng sản xuất hiệu quả, nông dân mong muốn được hỗ trợ thêm về nguồn vốn. Chi phí để làm nó lớn cho nên người dân người ta đầu tư để thu lại lợi nhuận nó hơi chậm. Đó, người dân người ta vẫn còn e dè. Các cái mô hình hiện nay là đối với Đắk La thì cũng người dân cũng chuyển đổi dần từ các cái cây trồng kém hiệu quả sang các cái cây trồng có hiệu quả cao hơn. Việc đầu tư mô hình trồng dưa lưới, dưa lê công nghệ cao đã và đang tạo ra bước đột phá trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại các địa phương, quản lý được sâu bệnh hại, tạo ra sản phẩm sạch, tránh những yếu tố bất lợi do thời tiết, giúp tăng năng suất, chất lượng và sản lượng cây trồng.